Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong giờ lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ ba, 24 tháng 9 năm 2024 sau Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên. Chúng ta ôn lại tin mừng của ngày thứ hai. Tin mừng của ngày thứ hai Đức Giêsu dùng một cái hình ảnh rất là dễ hiểu khi thắp đèn. Đây, hôm nay cho con cúp điện nên là phải đốt nến đây. À, khi thắp đèn thì phải để trên đế để ánh sáng cho chúng ta và cho cả mọi người. Và truy Yêu mượn cái hình ảnh này cũng là để mời gọi, cũng là nhắc nhở tất cả chúng ta. Tất cả những điều tốt lành chúng ta lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ cho anh chị em. À, lời Chúa hay là các bí tích hay là tất cả những cái ơn chúng ta lãnh nhận của Chúa thì như là một cái ngọn đèn chúng ta cần phải cho chúng ta còn phải là chiếu sáng cho người khác nữa à, và Chúa Giêsu cũng còn nói thêm là ai có thì lại cho thêm nếu như chúng ta biết chia sẻ thì chúng ta lại càng có càng biết chia sẻ thì chúng ta lại càng có vì thế à, xin cho mỗi người chúng ta mỗi khi lắng nghe lời Chúa thì à, chúng ta cũng à, thêm lòng quảng đại chúa ban cho chúng ta sức khỏe là để cho chúng ta biết giúp đỡ người khác chúa ban cho chúng ta làm ăn được cũng là để chúng ta giúp đỡ người khác chúa ban cho chúng ta có điều kiện cũng là để cho chúng ta biết giúp đỡ người khác và khi chúng ta biết giúp đỡ người khác đèn để trên đế không chỉ là chiếu sáng cho mình mà còn chiếu sáng cho nhiều người thì chúa nói với tất cả chúng ta rằng ai có thì lại cho thêm à, nếu những ơn chúa ban cho chúng ta mà biết chia sẻ cho người khác thì chúng ta lại càng có thêm nhiều ơn lành của Chúa. Giờ đây chúng ta lắng nghe tin mừng của ngày thứ ba 24 tháng 9, tin mừng Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Mẹ tôi và anh em tôi chính là những anh nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết thầy thưa thầy, có thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nội dung của tin mừng ngày thứ tư, à ngày thứ ba, đó là Đức Giêsu đi rao giảng thì có rất đông những người đi theo Chúa. Rồi người ta đến nói với Chúa Giêsu rằng là có mẹ và anh em thầy muốn gặp thầy kìa và nhân cơ hội này thì Chúa Giêsu nói là mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa. Rồi chúng ta đi vào từng đoạn của Tin Mừng để xem nội dung Tin Mừng của ngày thứ ba Chúa muốn chúng ta làm cái gì. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông, vì dân chúng quá đông. Thế thì đó là một cái hình ảnh mà dân chúng đi theo Chúa rất đông. Vậy thì người ta đi theo Chúa vì lý do gì? À, có lẽ cái lý do trước tiên là người đi theo Chúa để được chữa bệnh, người ta đi theo Chúa để được cả à, trừ quỷ, đó là cái lý do lý do thứ nhất, tất cả đi theo Chúa để được những cái gọi là những cái điều kiện của bản thân, à, được chữa bệnh, được trừ quỷ, được ăn bánh no nê, đó là những cái lý do tương đối là dễ. Ừ. Rồi à, sâu xa hơn chút xíu nữa là người ta đi theo Chúa là để người ta lắng nghe được những lời của Chúa cái này thì rất là tuyệt vời và Chúa Giêsu nói rằng mẹ tôi và anh em tôi chính là những người lắng nghe và thực thi lời Chúa. Thế thì người ta đi theo Chúa là bởi vì người ta muốn nghe lời của Chúa. Và cái điều cao nhất đó là thực thi lời Chúa đó. Người ta đi theo Chúa là bởi vì người ta muốn sống như Chúa người ta muốn đi theo chúa. người ta đi theo đức giê là bởi vì người ta muốn sống như chúa giê -xu. Thế thì chúng ta nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta thì có lẽ ngay cả bản thân con cũng phải à, đi theo chúa là để có sức khỏe, đi theo chúa để được bình an, đi theo chúa được già để cho gia đình của chúng ta được yên ổn, đi theo chúa để được chúa chữa bệnh, đi theo chúa để được chúa trừ quỷ. Có lẽ là đại đa số chúng ta đi theo chúa là vì cái lý do trước mắt như thế này thế nhưng mà Chúa Giêsu đến trần gian này không phải là để chữa bệnh dĩ nhiên Chúa có quyền năng chữa bệnh à, Chúa Giêsu đến trần gian này cũng không phải là để hóa uh, bánh ra nhiều cho tất cả chúng ta dĩ nhiên là Chúa có quyền năng làm cái điều đó nhưng mà còn hơn thế nữa Chúa Giêsu đến trần gian này để nói lời Thiên Chúa cho chúng ta à, để rồi tất cả chúng ta nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành thì cuộc sống của chúng ta sẽ đi theo Chúa theo Chúa là lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa Thế thì hôm nay Đức giê đi rao giảng Đám đông dân chúng đi theo Chúa Rất là nhiều khiến cho mẹ Maria Và các tông đồ cũng không sao Có thể gặp được Chúa Giê-xu Thế thì đây cũng là một cái Một cái hoàn cảnh Để cho chúng ta đặt lại vấn đề Chúng ta đi theo Chúa vì lý do gì Chúng ta đi theo Chúa vì lý do gì Nếu như chúng ta đi theo Chúa Mà Chúa không chữa bệnh cho mình Thì mình có theo không? À, nếu đi theo chúa mà chúa không cho chúng ta có công ăn việc làm mà thuận lợi chúng ta có theo không Nếu đi theo chúa mà phải thiệt thân chúng ta có đi theo chúa không à Chúng ta đang đi theo chúa vì lý do gì ừ. chúng ta có đi theo chúa để được lắng nghe lời chúa không chúng ta có đi theo chúa để được lắng nghe lời chúa không chúng ta có đi theo chúa để được thực thi những lời chúa dạy không thế thì đấy là những cái câu hỏi mà chúng ta phải trả lời thế thì con xin được trả lời trước à, con đi theo chúa thì trước tiên cũng là để cho con được khỏe mạnh à, con đi theo chúa cũng là để chúa giữ gìn những cái công việc của con con đi theo chúa thì cũng là để chúa xua trừ ma quỷ hay là xóa tội cho con à, thôi thì tất cả những cái điều này thì chúa cũng sẵn sàng à, thế rồi còn một cái lý do cao hơn nữa là đi theo chúa để được lắng nghe lời chúa mỗi ngày thì con cũng có nhưng mà có một chút để được lắng nghe. Con cũng được một cái ơn là thích đọc lời Chúa, rồi nghe lời Chúa, rồi chia sẻ lời Chúa. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, mẹ và anh em tôi chính là những người lắng nghe và thực thi, thực thi lời Chúa thì cũng còn ít. Thực thi lời Chúa thì cũng còn ít. Không biết quý ông bà, bà anh chị em như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đi lễ, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chúng ta đi vào đạo là để được cái gì? Phải chăng? là chúng ta đi theo Chúa để được lắng nghe và thực thi những lời Chúa dạy. Nếu như chúng ta lắng nghe và thực thi những lời Chúa dạy thì chắc chắn là không có vinh hoa phú quý trần gian này, chúng ta cũng chẳng có lợi lộc trần gian này cả. Chúng ta chỉ có thiệt thôi. Nhưng mà chúng ta có một cái niềm vui khác, niềm vui của nước trời. Đây, chúng ta xem Chúa Giêsu giải thích như thế nào ha. Có mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết Thưa thầy có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chắc chắn đây là ý của Chúa Giêsu, muốn tất cả chúng ta đi theo Chúa là như thế ý của Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta đi theo Chúa là để được lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa. Và nhờ ơn Chúa giúp chúng ta đem ra thực hành. Kính thưa cộng đoàn, một trong những cái điều mà thời gian trong thời gian này con hay suy nghĩ về lời Chúa đó là tám mối phúc thật. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Chúng ta sẵn sàng sống nghèo bởi vì chúng ta muốn có nước trời, tức là chúng ta sẵn sàng sống nghèo vì nước trời. Phúc cho những ai hiền lành, chúng ta sẵn sàng hiền lành vì Chúa. Chúng ta sẵn sàng đau khổ vì Chúa. Đây là một cái cái điều lời Chúa thực sự thì con cũng trong những ngày này thì con hay nghĩ đến tám mối phúc thật, là con cũng vẫn cứ nói với mình là mình phải cố gắng tập cái điều này. Chúng ta nhắc lại tám mối phúc thật này. Phúc cho những ai nghèo khó. À, ví dụ như là chúng ta đi chợ một ngày 10 ngàn, chúng ta thôi thì lúc này nhiều người nghèo quá thôi thì chúng ta giảm đi một tí, sẵn sàng nghèo đi một tí để chia sẻ, tức là nghèo đi vì nước trời. Rồi phúc cho những ai hiền lành, chúng ta sẵn sàng hiền lành, người ta tố cáo chúng ta, người, người ta vu oan cáo bả chúng ta, người ta nói xấu chúng ta, chúng ta thôi thì vì Chúa, chúng ta hiền lành, thôi thì vì Chúa. là phúc cho những ai chịu đau khổ cái này thì chúng ta cũng phải tập người ta nói rằng là cái người bình thường sáng nay con chia sẻ cái câu danh ngôn cái người bình thường thì khi đau khổ thì khóc thế nhưng mà những người khôn ngoan thì khi đau khổ người ta vẫn có thể nở nụ cười là bởi vì người ta có thể đón nhận được cái đau khổ đó người ta có thể đón nhận được cái đau khổ đó phúc cho những ai chịu đau khổ phúc cho những ai khát khao nên người công chính con cũng vẫn hay cầu nguyện rằng lạy Chúa xin cho con ước muốn sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa xin cho con có cái ước muốn, cho con có một cái khát khao sống đẹp lòng Chúa. Rồi phúc cho những ai biết xót thương người. Câu này thì chúng ta cũng đang thực hành nha yeah, chúng ta cũng đang thực cảnh nhân tiện thì con cũng báo cho con đoàn biết rằng là việc mà sơ bên Campuchia đó có quay cái video của một cái làng nghèo bị ở ở biển hồ Campuchia đó thì nước đã ngập mênh mông và người ta không có cái gì để làm cả và người ta xin mỗi gia đình hai mươi kg gạo bởi lúc này người ta đói quá thì con cũng đồng ý với sơ về cái việc đó và cũng có một số ân nhân, nhân đã hỗ trợ và chiều hôm nay thì quý sơ cũng đã gửi tức là nó tới mấy tấn gạo một cái làng nó cũng nhiều sơ báo nó cũng tới mấy tấn gạo đó để về chia sẻ thì con cũng có nói với sơ rằng là nếu mà người ta ăn hết 20 kg gạo này thì thường thường thì mình cứ tính là trong khoảng một tháng đi mà tháng sau mà vẫn chưa có việc làm thì sơ cứ nói không nhiều thì ít thì chúng con cũng sẵn sàng là chia sẻ với quý sơ thế thì đối với con á, thì người nghèo thì lúc nào cũng có xung quanh chúng ta thế nhưng mà những người mà người ta đã đến với mình thì mình cố gắng giúp những người mà người ta đến với mình thì mình cố gắng giúp rồi trưa hôm nay thì con cũng có nhận được một cái tin cũng khá là vui tức là một cái giáo sứ bên campuchia nó ở Nông penh cái giáo sứ này thì cũng nghèo và cũng đã có lần con cũng xin ân nhân để giúp cho họ sửa lại cái mái tôn sửa lại cái mái tôn của nhà thờ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nhà thờ campuchia nó lớn nhà thờ campuchia nó nhỏ như cái nhà dân vậy thôi thế thì cũng sửa lại cũng hết mười mấy triệu rồi đấy. sửa thế thì hôm nay chứ hôm nay thì ông cha sở ông ấy nói với lại eh, ban hành giáo rằng là báo với lại cha hùng rằng là um, chúa, chúa nhật vừa rồi thì uh, ngài cũng có thông báo trong giáo xứ rằng là ở việt nam uh, miền bắc việt nam lũ lụt thì nhiều nơi rất là nghèo thì thôi thì chúng ta cũng uh, gọi là chia cơm xẻ áo chúng ta cũng nghèo nhưng mà người ta hoàn nạn thì chúng ta cũng chia sẻ một chút thế thì họ cũng góp được một ít tiền đấy thế thì ông bà này ông nói với con là cha ơi cha nói với lại cha sập nang đó là cho con xin cái địa chỉ để cho chúng con gửi tiền rồi cha sập nang là sắp tới đi qua việt nam chữa bệnh thì mang tiền qua cho cha thế thì con con nghĩ là chắc là cũng không nhiều nhưng mà cái quan trọng quan trọng đó là người ta nghèo nhưng mà trong cái lúc hoạn nạn thì họ cũng biết chia sẻ người ta nói một cái câu danh ngôn rằng là người nghèo mà biết chia sẻ thì là rất giàu Người nghèo mà biết chia sẻ thì là rất giàu Và dĩ nhiên người giàu mà không biết chia sẻ thì là thiếu thốn Người giàu mà không biết chia sẻ thì là cái người đó rất là thiếu thốn Đó là cái phúc thứ 5 Phúc cho những ai biết xót thương người Thì chúng ta cũng thập xót thương người à, Rồi phúc cho những ai có lòng trong sạch à, Cái phúc này nó cũng là khát khao nên người công chính Phúc cho những ai có lòng trong sạch Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa à, Phúc cho những ai xây dựng hòa bình chúng ta cũng sống hiền lành, chúng ta cũng sống nhẫn nhục, chúng ta cũng sẵn sàng chịu đau khổ để giữ hòa khí, phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Chúng ta không phải là những người gây chia rẽ. À, mẹ Teresa nói rằng không giúp được người khác thì cũng đừng làm hại người ta. Đừng làm hại người ta. Và cái phúc thứ tám là phúc cho những ai chịu bách hại vì sống công chính. Tức là mình sống tốt mà lại phải chịu nhiều đau khổ. Sống tốt mà phải chịu nhiều đau khổ thì cũng xứng đáng được nước trời. Thế thì liên quan tới câu nói của Đức Giêsu, Chúa Giêsu đến trần gian là muốn tất cả chúng ta nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Thế thì mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa mỗi ngày và chúng ta cũng thật là quảng đại để cho lời Chúa tự do thấm nhập vào trong lòng của chúng ta và có những câu lời Chúa thật sự là vang vọng trong lòng của chúng ta như là con chia sẻ kinh nghiệm của con là trong những ngày này thì con hay nghĩ đến tám mối phúc thật mặc dù là ngày nào thì chúa cũng dạy mình hết ngày thứ ba thì chúa dạy chúng ta là chúa đến trần gian này là muốn tất cả chúng ta nghe lời chúa và đem ra thực hành đó là ý của chúa nhé bên cạnh đó thì chúa cũng có thể chữa bệnh chúa cũng có thể trừ quỷ nhưng mà cái đó gọi là cái nâng đỡ thôi còn ý của Chúa Giêsu đến trần gian này là muốn chúng ta lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. thì khi chúng ta lắng nghe lời Chúa rồi đem ra thực hành thì chúng ta trở nên người thân của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên nghĩa thiện với Chúa Giêsu. thế thì đó là nội dung tin mừng của ngày thứ ba. ha, Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. vì thế một lần nữa con cũng động viên quyên bà và chị em nhé, thích hay không thích, muốn hay không muốn thì nghe nào mình cũng phải nghe lời Chúa hết ngày nào cũng nghe lời Chúa, ngày nào cũng nghe lời Chúa, rồi từ từ lời Chúa mới thấm vào trong lòng của chúng ta. À, rồi lời Chúa soi sáng, lời Chúa làm hướng dẫn chúng ta. À, khi lời Chúa hướng dẫn chúng ta, chúng ta đem ra thực hành, à, thì chúng ta sẽ thấy rằng lời Chúa thật là kỳ diệu. Lời Chúa thật là kỳ diệu. Xin cho chúng ta à, yêu mến lắng nghe lời Chúa như Chúa Giêsu muốn trong tin mừng của ngày thứ ba rồi chúng ta cũng cố gắng cho nó cái gì thì dạy cái đó ngày thứ ba Chúa dạy chúng ta là nghe và thực thi lời Chúa thì xin cho chúng ta tập nghe tập nghe tập nghe lời Chúa tập nghe lời Chúa rồi tập thực thi lời Chúa để chúng ta biết Chúa để chúng ta được gần gũi với Chúa để chúng ta trở nên thân tình với Chúa đó là nội dung tin mừng của ngày thứ ba ha và con cũng đã báo cáo với cộng đoàn về việc mua gạo cho một làng nghèo bên công biển hồ campuchia mà sơ đẹp ngài đã phát vào chiều hôm nay rồi cũng như là một cái tin vui của một giáo sư campuchia nghèo khi nghe nói việt nam nhiều nơi lũ lụt thì cũng đã quyên góp một chút thì con thấy đây cũng là những người lắng nghe và thực tế lời chúa đặc biệt qua mỗi phút thứ năm biết xót thương người nếu chúng ta biết xót so thường người thì chúa cũng xót so thường chúng ta con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen